Nếu bạn là một thằng phá hoại đang tìm cách phá hoại tốt hơn, hoặc chỉ đơn giản là một builder, bạn muốn học thêm về Word Edit, hoặc chỉ đơn giản là đang rảnh không có gì làm, vậy thì đi học đi, hết hè rồi. Còn nếu bạn đã học rồi thì chào mừng bạn đến với video của mình. Cái lệnh Blue này nó sẽ có khá là nhiều công dụng, và ở trong video này thì tôi sẽ chỉ cho anh em những cái công dụng mà nó dễ hiểu và dễ xài nhất. Còn bây giờ tôi xin giới thiệu với anh em cái sản phẩm sau khi mà tôi ngồi test cái đống lệnh này. Thì đây chính là nó. Nó thì đây là một kiệt tác nghệ thuật mà tôi vừa mới tạo ra, anh em có thể chấm điểm ở bên dưới comment. Còn bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với anh em câu lệnh đầu tiên. Thì đầu tiên anh em sẽ cầm một cây kiếm hay là bất cứ vật dụng nào ở trong đây. Đó. Ok, câu lệnh đầu tiên đó là câu lệnh biome. Thì với cây brute biome này anh em có thể thay đổi biome của một khu vực. Ví dụ ở đây là tôi có cái brute, ví dụ ở đây tôi ghi là brute, xong dùng biome. Xong ở đây nó sẽ hiện ra ba cái lựa chọn: cuboid, sai và sphere. Cuboid là nó sẽ khoanh vùng theo hình vuông, còn sphere là nó sẽ theo hình cầu. Tôi sẽ chọn là cuboid. Và ở đây anh em sẽ chọn biome. Thì tôi có tải mod biome obedienty nên nó hiện biome obedienty ở đây, đừng để ý. Thì tôi sẽ chọn là Minecraft, và trong cái này nó sẽ có những cái biome mà trong Minecraft có. Thì bây giờ tôi sẽ chọn là jungle đi, jungle, và giới hạn nó là sẽ là 6. Thì số càng lớn thì cái tầm của nó sẽ càng rộng, và cao nhất là số 6. Và nếu mà anh em không nhớ và ghi sai, nó sẽ hiện ra một cái hướng dẫn ở đây. Nó sẽ chỉ cho anh em biết làm thế nào để xếp đúng thứ tự. Sau khi anh em đã ghi lệnh xong thì bây giờ cái kiếm của anh em nó sẽ có khả năng, cái đồ mà anh em cầm á, nó sẽ có khả năng đổi biome. Thì ví dụ như tôi sẽ coi, anh em coi ở đây, ví dụ ở đây là bãi biển đúng không? Biome Minecraft Beach, bãi biển. Thì giờ tôi sẽ chuột phải vô đây, xong chuột phải loạn vô đây hết luôn. Nó rồi anh em mở F3 lên. Và như anh em thấy nó vẫn là bãi biển. Tại vì cái lệnh này á, nó yêu cầu anh em phải thoát ra vô lại. Ok, và khi mà anh em vô lại rồi thì anh em thấy là nó đổi hết. Thì nó đổi thành forest hồi nãy. Ok, với câu lệnh thứ hai thì nó là forest. Thì cái forest này nó sẽ có khả năng là trồng rừng cho anh em. Rồi tới cái tầm ảnh hưởng của nó thì tôi sẽ chọn là 6 là lớn nhất. Xong rồi tới độ dày đặc. Độ dày đặc thì anh em nên để 1 thôi. Rồi anh em chọn lại rừng, thì tôi sẽ chọn là jungle. Đó. Bây giờ chúng ta chụp phải vô. Điều có gì hết đây. Ok, thì do cái biome jungle này cái cây nó to quá mà cái chỗ kia nó không đủ cho cây mọc cho nên là nó không hiện. Còn bên này đất rộng rãi là nó hiện nè. Đó. Ok, giờ tôi sẽ đổi qua cây khác. Ví dụ như là forest. Ví dụ như là bird đi. Ví dụ như là bird. Rồi. Đó, anh em để vô đất là nó sẽ hiện. Đó, nó sẽ trồng cây cho anh em. Đó, nó sẽ xuất hiện một mớ cây ở đây. Oh my god. Thì miễn là có đất là nó sẽ trồng cây. Bây giờ anh em có thấy chỗ này nó bừa bộn quá không? Nhìn rất là ngứa mắt đúng không? Giờ tôi sẽ sử dụng câu lệnh thứ ba. Đó là câu lệnh smooth. Và chúng ta sẽ ghi số 6 ở đây. Rồi. Thì chức năng của cái câu lệnh này nó sẽ làm mượt cái khu vực này lại. Đó. Chuột phải vô cái nó làm mượt. Đó, như anh em thấy thì bây giờ nó đỡ bừa hơn hẳn rồi nè. Đó. Rồi. Câu lệnh thứ tư là câu lệnh khá là thú vị, đó là câu lệnh lower. Thì lower này nó cũng y chang mấy cái kia thôi. Chúng ta cũng chọn cái hình thù của nó. Rồi chọn cái tầm. Thì tôi sẽ chọn là 6. Thì cái lower này nó sẽ có chức năng là hạ những cái block ở đây xuống. Đó, thì anh em có thể thấy là cái sphere này hoạt động không tốt lắm. Đây nè, chọn cái hình dáng sphere nó không hoạt động tốt lắm. Thì chúng ta sẽ chọn cái hình khác, đó là hình sai đi. Đấy, thì nó sẽ hạ từng block xuống. Đó. Đấy, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ui, đó, nó hạ luôn được block nước nha. Tiếp theo là lệnh pen. Brute pen. Cũng chọn cái hình thù xong rồi anh em chọn vào set cho tôi nha, đừng chọn hai kia. Rồi chọn cái block mà mọi người muốn. Ví dụ như tôi muốn diamond block đi. Block kim cương. Số sẽ để ở đây nha. Thì cái lệnh này nó sẽ giúp cho mình đặt ngẫu nhiên kim cương lên cái này. Thì tùy vào block anh em chọn thôi. Thì mình chọn kim cương cho nên nó đặt ngẫu nhiên kim cương. Nó sẽ ngẫu nhiên thay thế mấy cái này bằng kim cương. Và câu lệnh tiếp theo là câu lệnh rise. Cái rise này thì nó ngược lại với cái lower. Cái lower là nó hạ xuống, còn cái này là nó nâng lên. Tôi cũng chọn y chang cái kia luôn, mà nó sẽ giúp anh em nâng mấy cái cụ lệnh này lên. Đó. Và thì cái nâng này nó sẽ nâng lên cái block cao nhất mà anh em chỉ. Thì ví dụ như là tôi có một cái, ví dụ như cái block ở này nó cao hơn cái này, thì tôi click vào cái này thì nó sẽ nâng cái xung quanh nó lên. Giờ nó đéo lên nữa. Anh nó đứng im luôn. Đó, rất là tiện lợi. Và tiếp theo là snow. Lệnh snow này thì tên của nó nói lên tất cả, nó sẽ phủ tuyết lên tất cả. Ui, đó, nó đóng băng nước luôn à. Và cái lệnh cuối cùng là cái lệnh tôi thích nhất, đó là spear.
Thì cái spear này có chức năng là gì? Nó sẽ giúp anh em vẽ lên không trung. Block mà tôi sẽ chọn là kim cương đi. Đó, block kim cương. Rồi lớn nhất vẫn là 6. Nó sẽ giúp anh em tạo ra những cái block như này. Đó, anh em có thể vẽ ra những cái hình thù quái đản trên này. Đó. Thì đó là những câu lệnh mà tôi nghĩ là dễ dùng nhất khi mà nhắc đến Brood. Video của tôi sẽ kết thúc ở đây, và nếu anh em thích video này thì có thể để lại cho tôi một like, và anh em còn hướng dẫn gì anh em có thể nói bên dưới. Video tôi có thể làm một cái video về cái chủ đề đó. Chúc anh em tốt lành và hẹn gặp lại anh em ở một clip khác.